để chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm 2024 Hội đồng Nhân dân quận khóa 5, nhiệm kỳ 2021 đến 2026, sáng ngày 11 tháng 6, đồng chí Phạm Văn Khanh Ủy viên Thành ủy, Bí thư quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, đồng chí Phạm Thị Hải Yến trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận tiếp xúc cử tri phường quán chữ. Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, lãnh đạo một số phòng thuộc quận. Đại biểu Hội đồng Nhân dân quận Phạm Thị Hải Yến trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội quận 6 tháng đầu năm và phương hướng. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri phường tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân quận khóa 5, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp giữa năm 2024 Hội đồng Nhân dân quận khóa 5. Cử tri phường quán chữ kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm giải quyết vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng đất tái định cư thuộc dự án khu đô thị và nhà ở cựu viên. Xem xét việc mở tuyến đường nối từ đường đất đỏ, phường Quán Chữ, đến cuối đường phố Đồng Lập, phường Đồng Hòa, để tránh xảy ra lấn chiếm, thúc đẩy phát triển địa phương, tăng hiệu quả việc sử dụng quỹ đất của địa phương. Cử tri cũng đề nghị quận quan tâm sửa chữa, nâng cấp, cải tạo đường chữ khê, đoạn từ ngã 6 Quán Chữ đến nút giao đường đất đỏ, ngõ 837 đường Trường Trinh, đường đất đỏ, đồng thời, ra soát, sửa chữa mặt đê trong đó có đoạn qua phường quán chữ để đảm bảo công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão bố trí nguồn vốn nâng cấp cải tạo hệ thống thoát nước thải khu tập thể 4 tầng lê duẩn ngõ 2 và ngõ 4 đường trần huy liệu đến đường hoa khê kéo dài nhằm đảm bảo môi trường đời sống dân sinh quanh khu vực cũng là ý kiến mà cử tri quan tâm kiến nghị đồng chí phạm văn khanh ủy viên thành ủy bí thư quận ủy chủ tịch hội đồng nhân dân quận trân trọng tiếp thu các ý kiến của cử tri đồng thời trả lời làm rõ các vấn đề thuộc thẩm quyền của quận các nội dung khác đồng chí bí thư quận ủy chủ tịch hội đồng nhân dân quận cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng của quận phối hợp với phường tiếp tục quan tâm giải quyết